Hi, xin chào bạn. Ngay trước mặt các bạn đây, đây là một mẫu màn hình có mức giá 21 triệu đồng. Lý do tại sao lại có một mẫu màn hình có cái mức giá 21 triệu đồng mà trông như mẫu màn hình bình thường thì đây thực tế ra là một bộ PC All-in-One tới từ Dell có tên đầy đủ là Dell Inspiron 5400 Series. Thì đối với cái dòng 5400 Series All-in-One này, các bạn sẽ có đầy đủ các cái cấu hình từ các phiên bản từ i3, i5 hoặc thậm chí là cao hơn. Thì cái phiên bản mình đang có ở đây là một phiên bản có gọi là tầm trung luôn, mức giá 21 triệu đồng. Vậy thì với 21 triệu đồng các bạn sẽ nhận được những gì? Đầu tiên chúng ta sẽ nói về phần thiết kế. Thiết kế trông giống như các mẫu màn hình khác của Dell thôi. Về phần độ mỏng nhá, mình đang nói về phần độ mỏng không quá dày, mặc dù bên trong chứa đầy đủ các linh kiện của bộ PC thông thường, mặc dù là hai cạnh bên sẽ hơi dày lên một chút để có không gian được rộng rãi hơn. Về phần chân đế thì sao? Để cái phần chân đế, thông thường các cái mẫu màn hình của Dell chân đế sẽ đặt nằm ở ngay giữa. Tuy nhiên đối với một mẫu mini PC, thật ra là PC All-in-One chứ không phải mini PC, bởi vì bên trong tích hợp hết mà, chân đế đã được đẩy ra hai bên. Thì với cái việc chân đế được đẩy ra hai bên thì trọng tâm sẽ dồn đều về hai phía, thế nên màn hình sẽ cực kỳ vững. Và bây giờ mình sẽ zoom cho các bạn nhìn thấy. Đây, tức là mình rung mạnh tay thì mới có hiện tượng ngoài đung đưa, còn khi các bạn sử dụng thì chắc chắn sẽ không có hiện tượng đấy. Và khi mình gọi là thay đổi các góc, đây, các góc quay rất nhẹ nhàng, hoặc thậm chí các bạn nào mà lười có thể dựng một tay vẫn được, các bàn tay các bạn tì lên đây đó, và việc cái ngửa ra, đấy, ngửa vào hay ngửa lên ngửa xuống thì cực kỳ đơn giản và thuận tiện. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không thể nào xoay dọc giống như các màn hình của Dell được, bởi vì chân đế đặt đều ra hai bên mà. Rồi thì chúng ta khi nhìn thấy mặt sau nhé, mặt sau sẽ được phủ một lớp nhựa bóng, ở giữa có logo của Dell. Về mặt các cổng kết nối cũng rất đầy đủ, chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 cổng USB Type-A, 2 cổng HDMI, 1 cổng mạng LAN RJ45, 1 cổng USB Type-C hỗ trợ USB 3.2 Gen 10, và chúng ta sẽ có một khe thẻ SD để có thể cắm thêm khi các bạn sử dụng các máy ảnh. Và ở giữa chúng ta sẽ có một adapter nguồn, một cái khe cắm để các bạn cắm nguồn. Nguồn sẽ không được tích hợp thẳng vào bên trong màn hình đây, vì thế nên các bạn nhìn vào phần thiết kế sẽ không bị quá dày, các bạn sẽ cắm một nguồn dài. Thì đây, nói chung là tương đối thuận tiện để sử dụng. Và các bạn nhìn đấy, trong 4 cổng USB Type-A sẽ có 3 cổng USB 3.0, nhưng trong đó có một cổng USB 2.0. Với một cổng USB 2.0 đấy sẽ sử dụng cho mục đích các bạn sử dụng chuột và bàn phím, bởi vì đây là màn hình một cái bộ PC All-in-One mà, thế nên chúng ta sẽ có đầy đủ mọi thứ. Ở đây mình đang có chuột và bàn phím, hai sản phẩm không thể nào thiếu cho sản phẩm được cho cái mẫu PC All-in-One này. Và ở bên trong con chuột đây sẽ có thêm một cái receiver nữa, thì cái receiver ấy sẽ đóng vai trò là để truyền tín hiệu từ chuột bàn phím ra phần màn hình. Và cổng 2.0 đấy sinh ra là để cắm cái adapter, một tính tiện thuận mà. Rồi chúng ta sẽ nói đến cái phần tương đối thú vị, đó chính là về phần cấu hình. Thì phiên bản mình đang có ở đây được trang bị là CPU Intel Core i5 1135G7 4x8 luồng. Thực tế đây là một mẫu CPU dành cho laptop. Đây mình sẽ mở trực tiếp lên, không biết các bạn nhìn được không, nhưng đây mình sẽ mở lên. Và đây các bạn có thể nhìn thấy có đầy đủ 4x và 8 luồng xử lý ở đây. Chúng ta sẽ có 8GB RAM và có một khe nữa để các bạn có thể nâng cấp thêm, một ổ SSD 240GB và 1TB HDD. Thì với cấu hình đang có ở đây, với công việc như kiểu làm văn phòng hay thậm chí các bạn mang về để sử dụng tại nhà, thì cấu hình này mình đánh giá nhé là rất phù hợp và thoải mái để có thể cài các ứng dụng vào. Và phần bên trên cùng, bây giờ ai cũng học tập và làm việc tại nhà, và sản phẩm có được trang bị thêm cả webcam nữa. Các bạn chỉ cần ấn vào trên cùng thôi thì webcam sẽ được đẩy lên. Đây là một thiết kế các bạn hay thấy ở trên điện thoại vào những năm khoảng từ 2019-2020 thì có những thiết kế này. Còn đối với các bộ kiểu là PC All-in-One như này thì cái thiết kế thông thường thì họ cũng sẽ kiểu làm gật lên đây, và việc ấn ra ấn vào như này mình thấy là một thiết kế tương đối tốt. Và đây các bạn nhìn, cái này không phải hai camera đâu nhá, chỉ có một camera thôi. Đầu tiên mình cứ tưởng hai camera kiểu trên màn hình, trên một mẫu màn hình được trang bị hai camera kiểu ấn tượng vãi, nhưng không, sẽ là một camera, và một camera bên cạnh đây sẽ là đèn hồng ngoại để giúp các bạn có thể kích hoạt được tính năng Windows Hello trong kể cả điều kiện thiếu sáng. Và ở dưới cùng chúng ta sẽ có logo của Dell kèm với đó, đây chính là một giải loa cực kỳ dài, chất lượng khi mà mình nghe nhạc hoặc là xem phim thì mình đánh giá rất tốt để có thể sử dụng. Còn đối với nhu cầu chơi game thì tùy tựa game các bạn chơi, xem cái tựa game đó có cần nghe bước chân hay không. Nếu một tựa game cần nghe bước chân thì cũng có thể các bạn nên mua một mẫu tai nghe, thì khi đấy trải nghiệm chơi game sẽ tốt hơn. Vậy thì trong cái mức giá khoảng độ 21 triệu đồng bỏ ra để mua mẫu PC All-in-One
Dell Inspiron 5400 series, các bạn sẽ nhận được những gì? Một cái thiết kế vô cùng vững chãi, đây là điều không thể nào phủ nhận được. Đó, rất vững. Một cái những gọi là cái combo đầy đủ nhất để các bạn có thể sử dụng, thiếu mỗi cái tai nghe thôi. Tai nghe của Dell không biết có không nhỉ? Nào, chúng ta sẽ bỏ qua vấn đề đấy. Và các bạn sẽ được nhận được nhiều hơn như thế. Các bạn sẽ có sẵn Windows 10 bản quyền. Nếu như các bạn mua lẻ Windows 10 bản quyền, mình không tính những loại Windows trôi nổi trên thị trường nhé, Windows bản quyền các bạn mua cá nhân sử dụng sẽ có mức giá rơi khoảng độ 3 triệu đồng. Thì đối với Windows bản quyền các bạn sẽ nhận được rất nhiều thứ, ví dụ như kiểu Windows Hello. Thì đối với Windows Hello các bạn sẽ mở máy và nhận diện chỉ thông qua gọi là ánh nhìn thôi, quét mặt và sẽ nhận diện và mở. Kèm với đó các bạn sẽ nhận được thêm rất nhiều những cái thú vị tới từ phiên bản bản quyền, ví dụ như kiểu sử dụng miễn phí OneDrive là một trong những cái lưu trữ dữ liệu của Microsoft. Các bạn sẽ sử dụng được nhiều thứ, các bạn sẽ có Windows Defender xịn xóa hơn, các bạn được update Windows thường xuyên hơn. Đó, không biết các bạn có thích update Windows hay không, nhưng mà nếu update Windows thường xuyên thì các bạn sẽ có thêm được rất nhiều các tính năng. Và đối với phiên bản bản quyền chúng ta sẽ nhận được điều đấy tương đối thường xuyên đấy. Và một cái màn hình chất lượng hiển thị rất tốt, màn hình có kích thước là 23.8 inch, có chất lượng hiển thị tương đương đối với mẫu màn hình Dell UltraSharp U2419H. Cái mẫu màn hình rời đấy các bạn sẽ mua lẻ với mức giá khoảng độ 5 triệu rưỡi tới gần 6 triệu đồng tùy từng nơi bán. Đó, với 21 triệu đồng thôi chúng ta đã nhận được những cái sản phẩm, một cái sản phẩm có đầy đủ những thứ gì một người dùng thông thường cần. Vậy thì các bạn thấy sao về sản phẩm này? Liệu các bạn sẽ bỏ ra 21 triệu đồng để mua luôn Dell Inspiron 5400 series hay không? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video, và đường link sản phẩm mình sẽ để ở ngay phần mô tả. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.